Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Trở lại với cả series giới thiệu các cái sản phẩm thương hiệu của Ecomica. Ngày hôm nay thì bên mình tiếp tục giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bọt tuyết can 1 lít, can 4 lít và can 20 lít của thương hiệu Ecomica. Thì mẫu bọt tuyết là hiểu là gì? Hiểu đơn giản là khi mà anh em chúng ta rửa xe ấy, anh em chúng ta muốn có những cái sản phẩm bọt để chúng ta rửa xe cho nó bông lên thì anh em nên sử dụng các cái mẫu sản phẩm bọt tuyết. Nó khác với các cái mẫu sản phẩm không chạm ở trên thị trường. Thì Ecomica cũng có sản phẩm không chạm, nhưng mà trong cái series giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bọt tuyết can 1 lít, can 4 lít và can 20 lít của thương hiệu Ecomica. Thì mẫu sản phẩm này có tên là Form Action, sản phẩm sạch hoàn hảo, an toàn với mọi bề mặt và phù hợp với cả các cái mẫu nước cứng hoặc là nước nào thì tùy. Dung dịch rửa xe Bioform. Thì cái mẫu sản phẩm này là một trong những cái mẫu sản phẩm rửa bọt tuyết và uy tín nhất ở trên thị trường. Made in Italy. Sản phẩm có thể kết hợp với cả các cái bình. Nếu anh em chúng ta rửa trong gia đình thì anh em có thể dùng bình tưới cây hoặc là cho vào cái bình nhỏ ở đầu máy rửa xe. Hoặc là khi mà anh em chúng ta sử dụng có thể pha vào cái bình bọt tuyết to. Rất là nhiều cách để chúng ta sử dụng. Sản phẩm này thì rửa xe cao cấp với hương kẹo cao su. Ủa, rửa xe mà hương kẹo cao su luôn. Sinh gum và loại bỏ bụi bẩn và mảng bám với mụi bịn dày là một loại dung dịch hoàn hảo trong việc rửa xe và bảo trì xe của bạn, an toàn với mọi bề mặt bánh xe và kính cao su, nhựa và các cái phụ kiện trang trí. Công thức của sản phẩm: chất tẩy rửa mạnh nhưng an toàn và có khả năng phân hủy sinh học, có thể sử dụng pha vào xô, bình bọt tuyết hoặc súng phun bọt. Sản phẩm thì là sử dụng với cả xô cọ rửa hoặc là bình bọt tuyết. Rất là chi tiết ở đây rồi nhá. Sản phẩm này tỷ lệ pha là 1 với cả 100 anh em ạ, hoặc cũng có thể là 1 với cả 200 luôn. Rất là đậm đặc và nó có mùi sinh gum, mùi kẹo cao su và rất là thơm. Các loại bọt tuyết ở trên thị trường thì nó chỉ có mùi thơm thôi, nhưng sản phẩm này nó còn có cả mùi sinh gum, kẹo cao su nữa. Cho nên là khi mà anh em chúng ta rửa mà có chạm ở trên thị trường ấy thì chúng ta nên sử dụng cái loại này. Nhưng mà nó hơi đắt mắc một chút. Và giá của sản phẩm thì bên mình xin phép là để ở dưới phần comment cũng như là Zalo của bên máy móc Minh Chí để anh em có thể tham khảo. Sản phẩm này có can 1 lít, can 4 lít và can 20 lít dành cho những anh em nào chúng ta đam mê rửa bọt tuyết hoặc là anh em chúng ta nào làm nghề rửa xe chuyên nghiệp anh em nhé. Sản phẩm có mã vạch đàng hoàng cũng như là công nghệ của Italy và có dập nổi thương hiệu của Ecomica để cho anh em có thể sử dụng và đặt mua uy tín tin tưởng. Sản phẩm này thì có những cái thành phần cấu tạo hướng dẫn sử dụng đầy đủ chi tiết cho tất cả anh em, cảnh báo. Thì bên máy móc Minh Chí vẫn tự hào là một trong những cái đơn vị phân phối uy tín ở thị trường Việt Nam của thương hiệu Ecomica. Và nếu như bạn có nhu cầu muốn đặt mua cái mẫu sản phẩm này, can 1 lít, can 4 lít và can 20 lít thì các bạn có thể nhấc máy lên và alo cho bên máy móc Minh Chí để đặt hàng. Thì bên mình xin phép là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền. Mọi chi tiết đặt hàng anh em vẫn như mọi khi, nhấc máy lên và alo cho bên mình. Fanpage của bên mình là máymocminhchí.com. YouTube của bên mình cũng là máy móc Minh Chí, hoặc là anh em có thể ép Zalo của bên mình là rất là nhanh nhất. 0915498666, 0978390231 hoặc là 0986734894 để xem trải nghiệm sản phẩm cũng như là đặt mua. Đấy, bên mình sẽ xin phép là gửi cho anh em video, hình ảnh chi tiết hướng dẫn sử dụng từ A đến Z cho tất cả anh em. Fanpage này, Sen Đỏ này, Shopee này, Facebook này đều là máy móc Minh Chí anh em nhé. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Chí trong thời gian qua và hẹn gặp lại anh em trong những cái video giới thiệu sản phẩm sắp tới. Anh em đừng quên là bên máy móc Minh Chí phân phối sản phẩm này là chính hãng 100%. Và nếu như anh em nào chúng ta phát hiện ra hàng giả, hàng nhái của thương hiệu Ecomica trên thị trường, anh em có thể là liên lạc với các cái đơn vị phân phối để có thể là cảnh báo đến tất cả anh em. Bởi vì là các cái mẫu Ecomica này ấy, trên thị trường hàng giả, hàng nhái, hàng nhái rất là nhiều. Anh em không cẩn thận là có thể là mắc bẫy ngay. Thì tôi xin chỉ cho anh em những cái cách mà có thể tránh được hàng giả, hàng nhái. Đầu tiên là sản phẩm Ecomica là có dập nổi thương hiệu ở đây. Tiếp đến là Ecomica có mã vạch. Và tiếp đến là có những cái cảnh báo giới thiệu chi tiết. Cái màu của sản phẩm nó cũng rất là đẹp mà không nhợt nhạt. Và sản phẩm thì có các cái công cụ đo ở đây luôn. Anh em tinh ý có thể nhìn thấy. Sản phẩm chất lượng uy tín và các cái màu tem thì nó không bị bợt. Thì đấy là cái mà uy tín của thương hiệu Ecomica. Và nếu như anh em nào chúng ta đã dính phải những cái hàng giả, hàng nhái của thương hiệu Thổ Tang Vĩnh Phúc thì chia buồn với tất cả anh em. Và anh em nên mua những cái đơn vị phân phối uy tín ở trên thị trường.
giá của các thương hiệu Ecomega này thì họ đã fix cứng rồi, cho nên anh em yên tâm, không bao giờ có chuyện là hàng 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 đắt hàng rẻ đâu, anh em yên tâm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.